nhận thấy thị trường lươn thương phẩm cũng như lươn giống không ngừng gia tăng, được sự hỗ trợ đồng hành của Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, gia đình anh Nguyễn Tất Sơn quyết định đầu tư xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn tại xóm 6 xã Tân Sơn, huyện Đô Lương với diện tích 2 hectare. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên lươn phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi vụ thu hoạch đạt 15 đến 20 tấn lươn thương phẩm cùng hàng vạn con lươn giống. Mới thực hiện mô hình thì có rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ thuật vì là nghiên cứu là giờ tạm thời là nó đã đi vào ổn định và cho sản xuất. So với các con vật nuôi khác thì là thị trường nhu cầu là nó ổn định hơn. Cũng lựa chọn phát triển kinh tế từ chăn nuôi, gia đình anh Đặng Phúc Hùng ở xóm Phương Thảo, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cùng hàng chục hộ dân khác đã xây dựng mô hình chăn nuôi dê thương phẩm. Trong quá trình đó, cán bộ khuyến nông cũng như hội nông dân các cấp đã tích cực đồng hành hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật từ khâu chọn giống đến chăm sóc phòng trừ dịch bệnh, từ đó giúp gia đình yên tâm phát triển tổng đàn. Từ khi triển khai mô hình nuôi dê là thấy rất hiệu quả. Cái thời tiết và địa hình ở đấy là thuận lợi cho chăn nuôi dê. Cái đầu ra này nói chung hiện nay có thương lái đến nhà họ mua. Và trong quá trình nuôi dê thì nhận được sự quan tâm của là cán bộ địa phương, khuyến nông tỉnh về cái khoa học kỹ thuật để mình biết được cái cách phòng trừ dịch bệnh để nói chung mang lại hiệu quả cao. Triển khai cái dự án chăn nuôi dê đến địa bàn xã Thanh Xuân thì được hội nông dân tỉnh rồi cũng như là khuyến nông hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và tập huấn, trước khi tập huấn khoa học kỹ thuật để được chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân để rồi áp dụng vào để chăn nuôi trong thời gian vừa qua và phát triển cái đàn dê trong thời gian tới. Trung bình mỗi năm, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai xây dựng 20 đến 30 mô hình thí điểm với đa dạng các loại cây con, đặc biệt là lựa chọn những đối tượng cây trồng vật nuôi đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cử cán bộ bám nắm địa bàn đồng hành với bà con nông dân. Trung tâm Khuyến nông đã khảo sát và lựa chọn rất kỹ để triển khai các cái dạng mô hình, cử cán bộ thường xuyên bám sát các cái địa bàn và theo dõi mô hình tiến độ phát triển của các cái mô hình, sau đó để nhân rộng và đưa lại cái hiệu quả kinh tế trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt đó là khâu nối để tiêu thụ các cái sản phẩm nông nghiệp. Thành công từ các mô hình thí điểm chính là tiền đề để Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành thị và chính quyền các địa phương đẩy mạnh chuyển giao nhân rộng, qua đó góp phần phát triển kinh tế bền vững cho bà con nông dân.